Xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh Máy Câu Nhật Bãi ha. Hôm nay ngày 2 tháng 5 năm 2023, mình lên video số 201 nha. Video này mình lên nhiều máy câu ha. Lời đầu mình chúc anh em và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn an lành nha. Rồi, mình lên mã số 1 ha. Đây anh em. Mã số 1 mình có một con máy Olympic ha. Olympic. Máy này size nó là size 5000 nha. Nặng là 405 gram. Ratio là 5.1 ha. Con này dòng hoạt động tốc độ nhanh nha. Đó, ở đây nó có một cái lẫy gạt nữa ha. Thì lẫy này á là còn sử dụng tốt nha. Đó. Quay tới quay lui đều tốt ha. Máy hoạt động mượt nha anh em. Đó, mã số 1 ha. Con này là Olympic nha. Full kim loại luôn. Con lăn còn hoạt động nha, còn rất là sáng. Mã số 1 ha. Con này cước số 5 vào 170m nha. Đó, máy đổi tay trái phải. Full kim loại, ratio 5.1. Con này mình bán giá là 450.000 ha, 450.000 bao ship nha, mã số 1. Rồi mình lên mã số 2 ha. Mã số 2 mình còn một con Daiwa Printer ST2 nha, full kim loại luôn. Con này size thật của nó là size 7. 8.000 ha. Đó, cước số 7 vào 210m. Máy còn khá là đẹp nha. Mô bin sống, máy đổi tay trái phải, full kim loại ha. Mã số 2 nha. Con này mình gửi đến anh em giá 500 bao ship ha. Mình lên mã số 3. Mã số 3 mình còn một con Olympic nha. VX950. Con máy này size thật cũng 5.000 luôn ha. Con này thì hơi chậm nha. Ratio là 3.7 ha. Thân của nó là kim loại nha. Kim loại. Cối của nó bằng carbon ha. Máy đổi tay trái phải. Con lăn và mọi thứ còn đều còn hoạt động tốt nha. Đó, mã số 3 ha. Con này giá 330k bao ship nha. Mã số 3. Rồi mình lên mã số 4 ha. Mã số 4 mình có một con máy. Con này thì size của nó là 3.000 thôi. Con Tika này hàng China nha. ABS đầy đủ nha. Đó, dừng là đứng nha. Thì con máy này là máy Ryobi ha. Hàng của China nha. Hàng China xuất Nhật. Đó, có ABS đầy đủ ha. Ryobi nha. Con này rất là chất nha. Size thực của nó là 3.000. Cước số 3 0.85 ha. Đó, tức là cước số 3 đó nó vào tầm 180m nha. Con này size nó 2.500 3.000 đấy nha. Đó, ABS đầy đủ nha, ratio nhanh. Tầm trên 5 chấm ha. Đó, thân của nó là carbon, cối là bằng kim loại nha, cối bằng kim loại. Dòng này anh em lua cũng rất là chất nha anh em. Size nó 2.500 3.000. Con này là mã số 4 ha. Con này 230k nha. 230k bao ship, mã số 4. Rồi mình lên mã số 5 ha. Mã số 5 mình có một con nữa nha. Con này con máy của OGK gì này. Đó, 4.500 ha. Thân là carbon, cối là bằng kim loại. Con này ratio là 5.5 nha. Rất là nhanh. Đó, size thực của nó là 6.000 ha. Đó. Máy thì còn hoạt động tốt. Con lăn còn sáng trưng nha. Đó. Hàng China xuất Nhật ha. Con này gửi đến anh em giá là 300 nha, 300k bao ship. Mã số 5 ha. Rồi, mình lên mã số 6 nha. Mã số 6 mình lên con máy
Đây đi nha. Mình có một con máy là Daiwa SS 5000C ha. Đó, con này mình nghĩ size của nó là size 10.000 nha. Máy thì không có thấy chấm chày xước gì hết. Có thể nói là mới tinh nha. Cực kỳ mới nha. Con này phù hợp cho anh em sưu tầm ha. Mới, hoạt động khá là chuẩn. Con này mà có cái hộp nữa thì phê. Rồi, đây ha. Đó. Con lăn nha. Anh em nhìn chỗ con lăn này, mới tinh sáng trưng luôn. Đó. Cối thì cũng như mới vậy nha. Rồi, bên trong ha. Rồi, con này thì mã này là mã số 6 nha. Mã số 6 Daiwa SS ha. Daiwa SS 5000C. Nói chung là mình thì thấy nó mới tinh nha anh em. Cối nó hơi khó ráp. SS 5000C nha, mã số 6. Đó. Con này mình bán giá 990.000 nha. 999.000 ha. Đó, mã số 6 nha. Mới tinh không thấy chấm xước ha. Thì cũng còn khá mới á. Rồi, mình lên mã số 7 ha. Mã số 7 mình lên tiếp nha, một con Daiwa Carbon Wicker 5000 luôn ha. Này. Cũng dòng SS 5000 nha. Con này cước số 8 nó vào 160m, cước số 10 vào 200m này nha. Đó, size cũng tầm 10.000 thôi. Daiwa ha, của Nhật nha. Daiwa Wicker Carbon ha. Size 10.000. Dòng SS con này thì cái cối nó cốt rất là lớn nha anh em. Đó. Con này thì mã số 7 ha. Mã số 7. Hoạt động thì anh em không phải suy nghĩ nha. Những con này hoạt động chuẩn rồi. Đây còn cái lẫy nữa ha. Đó, lẫy này để tắt tiếng kêu nha. Con này Carbon Wicker ha. Đó, phần trên này nó bằng inox hay bằng gì này, sáng trưng nha. Con lăn này. Đó, con lăn cũng còn sáng nha. Mã số 7 ha. Con này giá 899.000 nha. 899.000 bao ship ha. Mã số 7 nha. Rồi, mình lên mã số 8 ha. Mã số 8 mình lên một con máy Olympic Letgo V 600 ha. Thì con này nó ratio là 6.2 nha. Nặng 535g ha. Con này mà anh em chơi ba tiêu thì cực kỳ đỉnh luôn nha. Đó, con này phù hợp cho anh em chơi ba tiêu ha. Olympic nha. Hai bạc đạn. Đó, toàn thân là kim loại ha. Ratio nhanh nha anh em. Con này giá là 550.000 ha. 550.000 bao ship nha. Mã số 8 ha. Rồi, mình lên mã số 9. Mã số 9 mình có con Ryobi nha. Ryobi. Con này cước số 3 vào đúng 150m nha. Ryobi RF0 này. Con này thì size thực nó có 3.000 thôi nha. Đó. Hàng của Nhật ha. Của Nhật. Đó. Mã số 9 nha. Con này giá 450k nha. 450k bao ship mã số 9 ha. Rồi, mình lên mã số 10 nha. Mã số 10 mình có con Shimano nha. Shimano AeroCat 5000. Con này á là nó chết tay phải nha, chết tay phải. Rồi, cối nông ha, cối nông. Mô bin chết luôn nha. Con này thì nói chung á là ít câu nên nó còn rất là chất nha. Đó, mô bin chết, cối nông cũng chết tay phải luôn. Con này phù hợp cho anh em câu trực tiếp ha. Đó, size nó 5000 nha. Shimano ha, con này mình bán giá 280.000 bao ship nhé. Mã số 10. Mã số 11 là mình có con Shimano Holiday Spin ha. Đó.
Size 4000 chuẩn nha. Đây. Shimano Holiday Spin, con này của Nhật ha. Size có 4000 thôi nha. Chuẩn 4000 nha. Con lăn mọi thứ còn sáng trưng hết nha. Của Nhật. Mã số 11 ha, 400 bao ship nha. Rồi, mình lên mã 12 ha. Mã 12 mình có một con máy Daiwa ha, của Taiwan. Con này nó full carbon nha. Về hoạt động thì cực kỳ mượt rồi. Size thực nó 7000 ha, size 7000 nha. Full carbon, size thực 7000. Cước xúc 7 vào nó tầm 140m ha, size nó tầm 7000 đó nha. Mã số 12 ha. Con này size lớn mà. Giá mình bán 480 bao ship ha, mã 12. Rồi, mình lên mã 13 nha. Mã 13 có con Daiwa ha, con này hàng của Taiwan, Daiwa 5000. Hoạt động mượt lắm anh em, máy thì như mới. Con này cước số 12 ha, vào 170m, 12 vào 170m, size nó tầm size 12000 nha. Máy thì full carbon ha, mã số 13 nha. Con này 650.000 ha, 650.000 bao ship. Mình lên mã 14 nha. Mã 14 mình còn con máy này anh em. Con Letgo 550 ha. Con này size lớn nha. Có cốt trợ lực. Con này săn hàng đánh cá biển tốt nha. Đó. Hoạt động mượt cực kỳ luôn nha anh em. Dòng này thì nó size tầm 10.000 nha, cước 10 vào 200m. Con này ratio là 4.4 ha, nặng 780g. Những con này anh em câu ngâm, câu săn hàng hay câu đánh biển đều ok nha. Con này mã số 15 này. Con này giá 850.000 nha, 850.000. Mình lên mã 16 ha. Mã 16 mình có con Shimano Bat One XT 2 bạc đạn này. Con này hàng Malaysia xuất Nhật nha. Đó, máy ngang tay phải ha. Con này mình bán giá 500 bao ship nha. Mã số 18 ha. Rồi, mình lên mã 19 nha. Mã 19 đây, mình có con Shimano 2000. Con này size thực của nó là 3000 nha. Đó, size thực 3000, cước số 3 vào đúng 150m. Full carbon, máy của Nhật, đuôi chuột ha. Về hoạt động đây. Đuôi chuột nha anh em. Đó, có đuôi chuột đây ha, chỉnh côn đây nha. Đó, con này là full carbon ha. Mã số 19 nha. Con này giá 300 bao ship ha. Rồi, mình lên mã 20 ha. Mã 20 mình có một con đuôi chuột nữa anh em, cũng Shimano luôn ha. Đó, con này là Shimano này, nó size nó tầm 7000 nha. 6000 chứ nha. Con này size 6000 ha. Cước số 7 vào 160m. Con Shimano Carbomatic 4000 mà size thực nó tới 7000. Con lăn này, mọi thứ còn sáng trưng ha. Full carbon nha anh em. Về hoạt động nè. Cái phần dây cước nó bị bung nha. Đó, đây. Trên cái cối nó ha, là bị mất cái phần chặn cước nha anh em. Giữ sợi cước á, nên nó hay bung ra. Đó. Rồi, bên này nó thiếu cái tem nha. Mà không ảnh hưởng, về hoạt động nó mượt lắm anh em. Con này là mã số, con này mã số 20 ha. Con này 430k nha, size 7000. Rồi, mình lên một con nữa ha. Mã số 21 nha. Đây. Mình có con Daiwa Kit 4000 nha, kit custom ha. Máy của Nhật. Con này á thì nó rất là mượt nha anh em. Hoạt động á, con này mình đã vô dầu mỡ đâu đấy hết rồi ha. Đó, hoạt động thì siêu mượt. Daiwa Kit custom nha. Con này mã số 21 ha.
Đó. Hàng của Nhật nha anh em. Kích cỡ tầm 4.000 ha. Con này mình thấy nó ghi đây 4.000. Mà size thực nó tầm 6.000 thôi anh em. Cước số 6 và 150m nha. Hàng Daiwa của Nhật ha. Con này 2 triệu rưỡi nha. 2 triệu 500 bao ship ha. Mã số 21 nha. Rồi. Mã số 22 mình còn một con ha. Shimano Bantam MLC dòng HG nha. Con này thì full hộp ha. Nói chung con này là có hộp đầy đủ. Máy thì có chày ha, có chấm này. Anh em thấy không? Đó, nó có chấm chày xước nha. Hoạt động thì không phải suy nghĩ nha, máy tay phải. Đó, dòng này hoạt động siêu mượt rồi. Bantam ha. Của Nhật nha. Máy chuyên tay phải ha. Đó. Khá là mượt nha. Đây anh em. Mã số 22 ha. Rồi. Con này mình bán. Nói chung mình còn con máy ngang tay phải này ha. Bán giá 2 triệu nha. Có hộp có sách đầy đủ ha. Rồi. Mình lên mã số 23 nha. Mã số 23 mình có con Shimano Alex ha. 4.000. Thân là carbon, cối là bằng kim loại ha. Con này nó cũng mượt lắm anh em. Mã số 23 ha. Con này giá 500 bao ship nha. Rồi, mình lên mã 24 ha. Mã 24 mình có một con Ryobi. Con này là dòng RX300 nha. Đó, con này rất là đẹp. Nói chung là còn khá là chất ha. Hoạt động nó mượt lắm nha. Con này mã số 24 ha. Con này giá 500 bao ship nha. Rồi, mình lên con mã số 25 ha. Mã số 25 mình có con Ryobi Power Full nha. Con này nô 5 ha. Đó, con này thì size nó size lớn lắm nha. Cốt trợ lực ha. Đó, con này đánh biển, đánh sông, hồ gì đều ok hết nha. Dòng này size nó size lớn mà. Rồi, Ryobi ha, nô 5. Con này cước 12 vào 200m, size nó tầm 12.000 á. Có cốt trợ lực nha. Đó, máy đổi tay trái phải, full kim loại ha. Mã số 25 nha. Con này mình bán giá 650 ha. Rồi, hôm nay mình lên 25 mã máy nha. Anh em có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại mình ha, hoặc liên hệ mình qua Zalo nha. Mình sẽ quay chi tiết lại cho anh em xem nữa ha. Rồi, mình xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em thật nhiều ha. Cảm ơn anh em ủng hộ shop mình. Rồi, cảm ơn anh em ủng hộ kênh mình nha. Xin chào anh em ha.